mình nhận thuần con vẹt của nhà mình như thế nào. Đây, đây, tay đây. Đấy, cậu thấy không? Giữa vẹt và người nó có một cái mối liên kết, đó là thức ăn. Vì vậy mình sẽ phải liên kết theo cái mối liên kết đấy để cho nó ăn như vậy nha các bạn. Đấy, cậu thấy không? Cái con vẹt nó thích nhất ăn là cái này đây. Còn con vẹt kia thì mình chưa thuần được, vẫn đang để nó đói, kệ nó đi. Con vẹt này là đã thuần được, hóa thành công nha các bạn. Đấy, nước à. Ủa, chắc cho nó uống nhiều nước quá, bây giờ làm clip cho các bạn nó sợ, tại vì nó ăn rất là nhiều, phá như quỷ à. Đấy, thành ra là mình đã tuần hoán vẹt như vậy đấy, cho nó nhịn đói một chút, các bạn chịu khó đi, sau đó là cho nó ăn những thứ này. Đấy, mình đưa vào cho nó ăn đấy, là thế đấy, thấy không? Là mình sẽ tuần hóa được con vẹt rất là đơn giản, rất là dễ nha các bạn. Cuối cùng là nó với bạn là bạn bè với nhau luôn, rất là vui, rất là hay nha các bạn. Con vẹt là nuôi cũng rất là vui. Đây là cách mà mình đã thuần hóa con vẹt của nhà mình như vậy đấy các bạn ạ. Nếu thấy hay hữu ích thì các bạn hãy like để mà đăng ký một cái kênh giúp mình nha, con tay mình đấy. Thôi nha các bạn.